hệ thống in app bằng băng chuyền tự động. Mình sẽ in dùng in logo trên những chiếc khẩu trang nha. Thì ở đây mình sẽ có cái logo của mình. Đây, logo mình ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ in thử nha. Đây là chiếc logo của mình khi đã in ra.